buổi sáng ở quê, mình sẽ dẫn các bạn đi tìm xem những ổ chim ở dưới quê hay là nó nằm ở dưới đất. Mình đã quay clip ở trên cây, trên buồng chuối, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái chim đó. Đây là trái mù u, cây mù u. Mình sẽ cho các bạn xem ổ chim nó nằm ở dưới đất nó như thế nào. Dưới quê cũng hơi buồn, nhưng mà đường cái là vòng vòng, yên tĩnh. Này không phải. Có mấy cỏ mà nó còn bị đốt là sao? Cỏ bị đốt. Đây là các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn thấy. Đây là tổ chim nhạn đất. Các bạn có biết con nhạn đất không? Con nhạn đất màu xanh, cái đuôi nó có hình tròn dài nữa nè. Đi xem trong cái tổ nó có gì, mình không thấy gì hết. Nè, không thấy gì trong tổ hết. Mình sẽ đào nó ra. Cho mình ở đây mình so xem nó có trứng con không, đào nó ra cho bạn xem. Là tổ chim nhạn đất nha, tổ chim này ở dưới. Cái tổ này nó không, mình không thấy con chim mẹ nó thì nó chắc nó đã bỏ rồi. Hên xui nha bạn, mình đào ra mình tìm nếu như có thì mình sẽ gặp được trứng, con mái nó ấp trứng. Còn không thì là cái tổ này nó bỏ hoặc là nó đã mới làm. Mình sẽ các bạn thấy khám phá này nó rất là đẹp các bạn. Các bạn một lần nào thấy nó các bạn sẽ rất là đẹp. Nó ăn sâu, ăn côn trùng bay ra chứ không. Nó như một con chim sâu vậy. Mình nghĩ là chắc mình không được may mắn. May mắn là mình sẽ gặp được nó, được trứng. Xem nó có ở trong đó không hay là cái tổ này nó mới làm. Tại vì mình thường thường á sẽ có những chim ở ngoài nó canh giữ, nó bay ra bay vô cái tổ này. Mà hôm nay mình đào mình không có thấy con gì bay ở đây cho nên mình không biết là nó có đẻ hay không hay là cái tổ này nó bỏ rồi. Bây giờ mình sẽ đào khám phá thử. Đi các bạn ơi, có trứng các bạn. Mình đã rất là may mắn khi tìm được nó. Có trứng rồi nha các bạn nha. Con chim nó có trứng rồi. Mình sẽ cho các bạn thấy trứng nó. Đây là một loài chim. Nói chung ở dưới quê thì không có quý mấy. Nhưng mà mình đi xa, mình đi Sài Gòn, mình đi những chỗ khác bán chim. Còn chim rất là quý. Đây là con chim nhạn mẹ. Mình đã bắt được tổ chim của nó. Các bạn thấy không? Đây là con chim nhạn này. Chim nhạn này, chim nhạn mái ở đây ấp trứng. Thì mình đã rất là may mắn khi mà tìm thấy được cái ổ của nó và bắt được trứng của nó. Các bạn thấy không? Ừ, xẹt cái nó cái đuôi nha. Các bạn nhìn cái đuôi các bạn. Trong kia là trứng của nó. Các bạn có thấy được không nhỉ? Hôm nay do là nhiệt độ quá cao nên không thấy được. Không ở đây lát được các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy trứng nó này cho các bạn xem. Bốn trứng mà. Hả? Nó là chim con rồi. Bốn trứng mà, bốn trứng.